Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại Lực Tàng TV. Thì tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh câu chuyện của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì Lực Tàng sẽ cập nhật liên tục 24/24 những tin tức mới để gửi tới tất cả mọi người. Thì sáng ngày hôm nay, Lực Tàng đã cập nhật được một số thông tin nữa xoay quanh câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Khi vào trang FC của ca sĩ Phi Nhung thì đã có một cái bài viết rất là hay nói về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung và những cái câu chuyện lùm xùm xoay quanh cái câu chuyện với Hồ Văn Cường. Thì hiện tại bây giờ cố ca sĩ Phi Nhung đã ra đi và chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho chị ấy được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Đã qua 49 ngày rồi nhưng mà bên fan FC Hồ Văn Cường vẫn đưa ra những thông tin thất thiệt, vu khống bịa đặt nhằm bôi nhọ chà đạp hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, một người đã quá cố, một người đã ra đi về cõi vĩnh hằng mà họ vẫn cố tình đứng lên bao bọc để che chở, gọi như là bảo vệ cho một đứa trẻ mang cái dấu hiệu ăn cháo đa bát, có cái dấu hiệu phản chủ đối với lại cố ca sĩ Phi Nhung, làm cho tất cả cộng đồng mạng ai nấy cũng đều cảm thấy rất là xót xa và đau buồn. Thì ngày hôm nay, Lực Tàng sẽ mời tất cả mọi người vào nội dung của một bài viết rất là hay của chị Nhi Còi, được cho rằng là fan ruột của cố ca sĩ Phi Nhung, khi chị ấy nói tất tần tật những cái vấn đề xoay quanh cái câu chuyện này. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Cuộc đời của tôi, từ xưa tới giờ, tôi không bao giờ dành cho một nghệ sĩ nào nhiều thời gian và tiếc thương cho sự ra đi như chị Phi Nhung. Từ trước tới giờ, thỉnh thoảng tôi cũng hay nghe các bài hát của chị ấy hát, nhưng chưa bao giờ vào xem những việc chị ấy làm. Vào tháng 5, tháng 6 vừa rồi, thỉnh thoảng tôi hay thấy xuất hiện những bài viết nói về chị và Hồ Văn Cường, nhưng tôi vẫn không quan tâm lắm nên cũng không vào đọc, vì tôi nghĩ giới showbiz thì nó phức tạp lắm. Đa số sống không thực với nhau, hoàn toàn sống với nhau toàn bằng mặt mà không bằng lòng. Chắc đếm trên đầu ngón tay được vài người sống thật với nhau thôi. Nhưng đến buổi trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021, tôi thấy trên Facebook xuất hiện rất là nhiều bài đăng mang chữ RIP chị Phi Nhung, thì tự nhiên lòng tôi nặng trĩu và thương tiếc. Nên từ trưa đó đến bây giờ, ngày nào tôi cũng vào xem tất cả những bài gì liên quan đến chị ấy. Từ việc người ta nói xấu đến việc người ta nói tốt về chị thì tôi đều đọc hết. Và vào đêm tôi xem Liver của Trang Trần thì tôi vô cùng tức điên đối với Hồ Văn Cường. Chỉ cần nói một câu là xin mọi người hãy để yên cho mẹ Phi Nhung được an nghỉ, mọi chuyện khác xin hãy sau 49 ngày mẹ con sẽ được làm sáng tỏ, để cho chị ấy được ra đi thanh thản nơi chín suối và mọi việc sẽ được dừng lại từ đó. Nhưng vậy mà Hồ Văn Cường vẫn không nói được. Bao nhiêu công lao của chị Phi Nhung đã nuôi dạy và bao bọc cho Hồ Văn Cường gần 6 năm, không dài nhưng vẫn không ngắn. Thật uổng và tiếc cho chị ấy đã dành tình cảm nhầm chỗ cho một đứa con như vậy. Bao nhiêu tình cảm của chị ấy dành cho Hồ Văn Cường, theo những gì tôi nhận thấy trên Liver của chị ấy và những hoạt động trong công chúng, thì tôi thấy tình cảm của chị dành cho Hồ Văn Cường còn hơn tình cảm của cha mẹ ruột nữa. Các bạn hãy nhìn xem trên trang mạng xã hội này có bao nhiêu người mẹ nuôi dành cho con nuôi được như vậy không? Một tình mẹ trên cả tuyệt vời. Tôi cũng là mẹ nhưng tôi nhìn những việc làm của chị tôi cũng hổ thẹn với chị. Chị đã hy sinh chia sẻ tình yêu thương, tình cảm của người con do chính chị sinh ra để chia sẻ cho những người con mà chị không sinh ra, không kém gì cả. Khi chị nằm xuống trong giới showbiz có rất là nhiều người yêu thương chị, thương tiếc thật lòng dành cho chị. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nghệ sĩ lợi dụng chị để PR. Có những người nhìn nhận sự việc thật nông cạn về một đứa trẻ cách đây gần 6 năm và bây giờ. Và bên cạnh đó có người luôn nói chị ấy là người em thân thương và cũng là người con nuôi trong gia đình. Nhưng khi gặp chuyện thì chưa bao giờ đứng lên để bảo vệ chị ấy, thậm chí còn đứng về phe người xấu để cho người xấu hiển nhiên nói xấu em mình và những người cận kề em mình việc này việc kia. Như việc người ta nói chị ấy có lúc không phân biệt được tờ 20k và tờ 500k thì có gì là sai. Mình cũng có lúc bị như vậy mà, chứ đâu phải nói là chị không biết tiền đâu mà lôi ra những clip nói xấu chị ấy được. Rồi để cho người ta đem em mình ra nói là người Mỹ này nọ mà cũng không có ý kiến gì, thì thử hỏi có xứng đáng là một người anh hay không, hay là do chị ấy không giàu, không PR cho anh được như người kia nên anh đối xử với chị ấy như vậy. Một buổi lễ tưởng niệm nhớ đầy ý nghĩa và thương tiếc như vậy mà anh vẫn làm càng và biến buổi lễ đó thành buổi từ thiện rẻ tiền của họ, mặc dù trước đó quản lý của chị cũng đã nói là gia đình lo được cho các con rồi và họ không có quyền quyết định, nên nói có gì
Anh hãy nói chuyện với sư cô. Vậy mà anh không nói chuyện trực tiếp trước, mà vẫn cố tình làm càn để lấy lòng người khác. Tôi thật sự thất vọng cho một ca sĩ từ xưa tới giờ được cho là người ta biết đến anh, là người luôn biết đạo hiểu và lòng thương người. Tại sao lâu đến giờ tôi không viết mà bây giờ tôi mới viết ra? Là tôi nghĩ trong 49 ngày này, ai làm gì hay nói gì chị ấy đều nghe. Biết hết nhưng chị ấy chỉ không nói được thôi, nên hãy để chị ấy nghe. Những lời cầu nguyện tốt đẹp đến với chị càng nhiều càng tốt. Còn lại những lời khác nghe càng ít thì càng hay. Để chị đi về với cõi Phật quốc được nhẹ nhàng thanh thản hơn. Và hôm nay chị đã thật sự về với Phật rồi. Mà sao tôi lại nói là vì mấy ngày vừa rồi có những bài viết nói về chị, người cận kề bên chị thật quá đáng, nên hôm nay tôi quyết định viết. Một việc làm của chị ấy với suy nghĩ của tôi thì trên đời này giờ tìm người mẹ thứ hai trên cuộc đời này không bao giờ có. Một người nghệ sĩ khi ra đi lấy biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tình thương của các fan, khán giả và những người chưa biết đến chị vẫn rơi những giọt nước mắt đối với chị. Một nghệ sĩ luôn sống chân chất thật lòng, rất tình cảm với các con, các fan và mọi người trong xã hội, không phân biệt tuổi tác hay địa vị gì trong xã hội cả. Thử hỏi trên mạng xã hội hiện giờ có bao nhiêu nghệ sĩ khi còn sống và khi ra đi mà được như chị ấy hay không? Tôi sẽ chống mắt lên để nhìn xem những người đã nói xấu chị, đến khi họ ra đi họ có được như chị hay không. Còn thằng Hồ Văn Cường là đúng là một thằng vô ơn, vô nhân đạo và vô nhân tính mới làm được những điều với chị ấy như vậy. Một người mẹ luôn thương yêu và bao bọc nó như vậy mà nó vẫn nhắn nói xấu mẹ nó với một người chưa bao giờ gặp mặt và chưa nuôi nó một ngày nào. Thì thử hỏi việc gì nó không dám làm nữa. Mọi người thử hỏi xem, nếu không có quản lý, không có chị Phi Nhung thì nó có đứng trên được những sân khấu lớn để hát hay không? Cho dù nó có thật sự hát hay đi chăng nữa, biết bao nhiêu năm trải qua idol kid rồi, bao nhiêu quán quân của bao nhiêu năm đến giờ, có bao nhiêu đứa được đứng trên những sân khấu lớn như nó chưa? Nếu không có người PR giúp đỡ thì có hát hay như thế nào cũng vất. Những nghệ sĩ và những người nào nói thằng Hồ Văn Cường là hát hay, đi vào lòng người nên nó nổi tiếng như vậy, chứ không phải là nhờ chị ấy bỏ công sức ra rèn luyện và đầu tư, thì những loại người đó theo tôi thì họ đã ăn phân rồi. Họ nói, họ mới nói được như vậy. Và họ nhìn nhận một đứa trẻ 13 tuổi đến 18 tuổi vẫn không có gì thay đổi thì họ đúng là một người không có não thật rồi mọi người ạ. Thử hỏi một ca sĩ nào lên sân khấu diễn mà không cần đến một nhà đầu tư hay một người nào đầu tư mà lên diễn được chưa? Mọi người tính dễ quá thì tính dùm tôi để được diễn bài nào đó thì có cần phải trả tiền cho những nhạc sĩ hay người hào âm phối khí hay trang phục áo quần gì đó hay không? Hay những việc đó không cần phải lo, mình chỉ biết ở trần truồng như vậy, đến là có người dọn sẵn cho mình, hát và lấy tiền về thôi. Một đứa bị vỡ giọng khi dậy thì mất thời gian bao lâu để lấy lại được giọng hát như xưa được? Và xin lỗi áo quần hay cái quần lót nó mang, ai mua cho nó? Chứ đừng nói mời người về dạy kèm cho nó học nữa. Một gia đình nhìn cách đây 6 năm so với bây giờ nó có khác hơn không? Có trắng da, dài tóc ra không? Có còn mang áo quần cũ rích nữa hay không? Có còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa hay không? Có bao nhiêu ca sĩ hát hay đến bây giờ đã được đi bao nhiêu nước như nó hay không? Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy mà nó đi một ngày đàng học một sàng ngu. Cũng là chữ T, nhưng nó và gia đình nó chỉ biết đến chữ tiền thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chữ tình, nên chị ấy mới ra đi mãi mãi như vậy. Một lần nữa tôi xin gửi lời đến quý anh chị em trong giới showbiz nói riêng và các fan của Hồ Văn Cường nói chung, hãy thử nhìn lại xem tất cả những gì chị ấy làm, những lời nói của nhiều vị cao tăng và những người không quen biết gì chị đã nói về chị sống như là một vị Bồ Tát tại gia hay không, rồi nói tiếp nhé các bạn. Kẻo không là tạo nghiệp xấu cho mình nữa đó. Hãy sống sao để khi mình ra đi rồi mà có nhiều người vẫn không tin, và nó có rất là nhiều người vẫn muốn mình sống lại như họ đã mong muốn với chị ấy vậy. Như Trấn Thành đã nói, kiếp sau vẫn là một Phi Nhung xinh đẹp, hát hay và tiếp tục nghệ sĩ như bây giờ nhé. Đúng, chị Phi Nhung luôn là người phi thường, làm được những việc mà không ai làm được cả. Chị mãi mãi ở trong lòng mọi người là một nghệ sĩ đầy thiện cảm và một người mẹ trên cả tuyệt vời. Thì vừa rồi là một bài viết rất là dài và rất là hay của một vị khán giả. Lực Tàng cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều khi đã dành tâm huyết viết bài viết này.
Chắc có lẽ chị viết bài viết này thì nước mắt cũng đã rơi, và tất cả mọi người nghe bài viết này thì tất cả ai nấy cũng đều xúc động. Hiện tại bây giờ tất cả mọi người trong và ngoài nước đang điện thoại đến cho Lực Tàng rất nhiều và đã rơi những giọt nước mắt, nói rằng mình khóc cho chị Phi Nhung còn hơn khóc cho cả cha cả mẹ mình khi mất đi. Như vậy chúng ta cũng cảm thấy tình cảm dành cho chị Phi Nhung của tất cả các fan hâm mộ rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ thì cái trang Facebook FC Hồ Văn Cường họ đang công kích như vậy thì chắc hẳn họ là những người có não như không, có tai như điếc và có mắt như mù. Thì tiếp theo sau đây, Lực Tàng lại tiếp tục có một cái bài phỏng vấn và một đoạn ghi âm với một vị khán giả ở ngoài Bắc. Thì Lực Tàng sẽ cập nhật lên đây trong phần cuối của clip này để mọi người nghe và thấu hiểu câu chuyện người ta thương tiếc có ca sĩ Phi Nhung nhiều đến mức độ như thế nào. Thì xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị cũng muốn nên nói vài lời vì là chị xem từ đầu đến cuối mà chị... Vì cái máy của chị nó nghe hết pin, chị không muốn gọi. Dạ. Thôi hôm nay chị đến, chị đứng lên chị cũng nói vài lời nè. Vì là chị xem từ đầu đến đuôi, từ bắt đầu từ hồi là Phi Nhung bắt đầu làm viện. Kể ra Hồ Văn Cường, mà lúc Phi Nhung làm viện đấy, Hồ Văn Cường đáng nghĩa là người là phải đến chỗ Phi Nhung ở bệnh viện. Thế bây giờ chị xem từ hồi đấy đến giờ không có đến Hồ Văn Cường, đến lúc Phi Nhung mất. Nghe những cái chuyện lùm xùm này, nói thật, chị nói thật cho em biết này, riêng gia đình Hồ Văn Cường và Hồ Văn Cường là đáng nghĩa là phải mang ơn Phi Nhung suốt đời, không bao giờ quên ơn. Chị nói thật, kể cả đến ai cũng thương đức khổ, kể cả người ta cho đến một gạo, cái lúc đang đói người ta bên vào bát gạo nên người ta cho, cũng đấy cũng là phải quên hết, nhớ ơn hết cả cuộc đời. Nhưng đây đi rồi, người ta như thế nuôi cả bố, cả mẹ, cả Hồ Văn Cường, người ta nâng đỡ từ ngày bắt đầu. Từ ngày bắt đầu Phi Nhung quán về nhà lần nữa, vì Hồ Văn Cường kể ra mà đỗ quán quân đấy được 200 triệu. Về quê cũng không có người nâng đỡ thì không bao giờ được đến ngày hôm nay. Thì nghe nó cũng bức xúc lắm. Thế thật, mọi người không hiểu, không biết là cứ nói là bên Phi Nhung như thế này nọ. Nhưng bên Phi Nhung hề không ai nói một câu nào. Lặng yên hết. Vì người ta bức xúc quá thì người ta nên chỉ có vài câu thôi. Còn toàn bên Hồ Văn Cường hết. Thế cho nên là chị nghe cái chuyện này chị bức xúc quá, chị nói thật. Vì là đã nghĩa là Hồ Văn Cường cái ngày 49 này là phải có mặt. Những cái ngày kia đã không có mặt, đứng lên có mặt rồi. Hồ Văn Cường đã nghĩa cái ngày này là phải đứng lên về thắp hương mẹ. Nhưng mà Hồ Văn Cường không có mặt, kể cả đến gia đình nhà Hồ Văn Cường không có một ai, tuyệt đối không có một ai. Thì nói thật, Hồ Văn Cường quá là con người không quanh có qua tâm có đức, nói thật chị nói thật là không có tâm có đức, nói thật chị. Kể cả dù sao đi chăng nữa, Hồ Văn Cường phải đến thắp hương cho mẹ, mà phải đứng lên nói vài câu để giải oan cho mẹ. Vì không có Phi Nhung thì không bao giờ Hồ Văn Cường được đến ngày hôm nay. Mà Hồ Văn Cường Phi Nhung nâng đỡ là nhiều nhất trong tất cả bao nhiêu người. Đi đâu người ta dẫn đi nước ngoài, rồi trong nước ngoài nước đâu cũng có mặt. Mà đến đó rồi Hồ Văn Cường đến ngày hôm nay mà Hồ Văn Cường không đứng lên nói được cho mẹ một câu để cho mọi người nghĩ sai về Phi Nhung. Nói thật, nói thật, Hồ Văn Cường, gia đình Hồ Văn Cường, bố mẹ Hồ Văn Cường, tôi nói là nhà quê không biết gì, người ta thừa biết có đời, người ta không nói thôi, người ta không muốn đứng lên nói thôi. Làm sao người ta không đứng lên người ta nói được một câu? Vì bố mẹ Hồ Văn Cường và Hồ Văn Cường cũng chỉ là một con người không có tâm có đức rồi, kể cả làm gì cũng chỉ có thế thôi, không bao giờ được mở mặt ra được. Nói thật như thế, bây giờ người ta lần đỡ như thế mà không đứng lên nói một câu từ mấy bao nhiêu tháng nay rồi, mẹ làm bệnh viện cũng không đến. Đáng nhá, Hồ Văn Cường phải đứng lên nói một câu để cho mọi người đều hiểu biết là từ trước là ở nhà mẹ Nhung như thế nào, chỉ cần nói câu như thế thôi. Nhưng mà đêm đấy Hồ Văn Cường không hề nói một câu nào cả. Thì là cho nên là Hồ Văn Cường không phải con người không có tâm có đức, có thật chí, có thật như thế. Bây giờ bố mẹ Hồ Văn Cường không quan lên tiếng một cái nào. Khi bắt đầu mẹ nằm xuống bên kia thì nhận tiền, bên kia thì bê cái cho cốt của mẹ. Kể ra Hồ Văn Cường mà như người ta nhé, Hồ Văn Cường khi quản lý giả tiền, Hồ Văn Cường đứng lên nói một câu: thôi con không nhận tiền bây giờ, để qua 49 ngày của mẹ nhưng con thì con mới nhận.
đấy là hồn tưởng, đấy là con người có tâm có đức. Thề không nói người khổ, người ta giả tiền cũng cầm, cũng nhận, khi nhận xong đi khỏi nhà Phi Nhung. Thế cho nên là mang tiếng là nhà Phi Nhung. Hồ Văn Cường đi thì mang tiếng kể ra Hồ Văn Cường cứ ở nhà Phi Nhung, không đi đâu hết, cứ ở đến đâu nữa anh các em, và vẫn đi theo công ty Phi Nhung. Thì Hồ Văn Cường đẹp biết bao, cuộc đời Hồ Văn Cường sáng tươi sáng khắp bầu trời. Nói thật như thế, nhưng bây giờ Hồ Văn Cường lặng lẽ đi, bây giờ cũng không lên một tiếng, không đứng lên giải oan cho mẹ một tiếng, không đứng lên nói một câu nào. Đến ngày hôm nay là ngày 49 của mẹ, vậy là Hồ Văn Cường không còn gì rồi, không còn gì với đến nhà Phi Nhung rồi. Con người gọi là vô tâm vô đức, không có tâm có đức với những người sống bây giờ đây này. Đấy, để bao nhiêu lùm xùm xong bắt đầu nói này nói nọ, nói đủ thứ, kéo cả những người chết lên nữa. Không có Phi Nhung, con người Phi Nhung nhá, rất có tâm có đức, cứ nói người Phi Nhung như thế này. Phi Nhung là con người có tâm có đức thì nuôi được 24 người con, còn đều như mình, hai người con mình cũng không thể nuôi được. Nói thật, không thể nuôi được. Cái tội gì cuộc đời ta sống một mình, giàu sang phú quý, người ta không thiếu một cái gì trên đời, nhưng người ta nghĩ tâm, con người ta có tâm có đức, người ta đi nuôi những trẻ mồ côi, người ta bỏ tiền bỏ của bỏ công bỏ sức ra ta nuôi. Không ai được như Phi Nhung, nói thật, không ai được như Phi Nhung. Bây giờ người ta chỉ đi hát, đi kiếm tiền, ra nuôi từng đấy đứa con ăn học đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, quần áo mặc đẹp sạch sẽ. Bây giờ mà lại đứng lên nói là những cái nhung quân rắc, những người đấy nói là những cái người đấy nè vô lương tâm, không hiểu biết gì con người, chỉ đứng lên để làm, để kiếm đồng tiền, nuôi về nuôi mẹ vợ nuôi con nuôi gia đình, thế thôi, không nghĩ sau này hậu quả sau này. Cuộc sống bây giờ nó khó nói lắm, nó thật. Bây giờ Phi Nhung bỏ công bỏ sức ra, bỏ bao nhiêu mấy chục năm nay ra để nuôi từng đấy người con, 23 con ăn học, một người ăn học trong gia đình cũng đủ chết rồi, chứ không phải đến đi nuôi 23 người con ăn học. Còn đời Phi Nhung một mình, đời Phi Nhung không làm sao Phi Nhung phải khổ. Nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, không thiếu một cái gì trên đời, vàng đeo đầy người, nhưng mà đây là không có một cái gì, tay cũng không có gì, cổ không có gì, chỉ mãi đi làm để nuôi con ăn học, rồi đi đây đi đó, đi đâu cũng cho con đi. Hồ Văn Cường đi đâu cũng được hát, chỉ có Hồ Văn Cường là được hay được đi lên mẹ. Nhưng thế nhưng mình không nỡ lòng là Hồ Văn Cường đến ngày 49 không có mặt mẹ, không cắn cho mẹ một nắm hương. Đến bố mẹ Hồ Văn Cường cũng thế thôi, bố mẹ Hồ Văn Cường là người đẻ Hồ Văn Cường, nói là Hồ Văn Cường vậy là con đi. Thế nhưng mà bố mẹ Hồ Văn Cường năm nay cũng phải là 50-60 rồi, người ta cũng phải hiểu đời rồi. Người ta đi ra ngoài xã hội chẳng hiểu nhà quê thật, nhưng mà còn quái hơn là thằng phố nữa thật. Chứ đây không hề lên một tiếng nào, người ta nói cái sổ tiết kiệm đấy không hề lên một tiếng nào. Còn sổ tiết kiệm thì cầm đến bao giờ được, các đồng mạng cứ đòi tiền 200 triệu, 200 triệu đâu, cái sổ đã cầm rồi còn đòi 200 triệu đâu. Tại còn đòi tiền, bây giờ hắn còn đòi tiền nữa, tiền người ta đã giao hết rồi, giả hết rồi. Bây giờ người ta trong nhà, ta không nói gì, mình ngoài cuộc mình cứ đi đòi họ tiền. Thế các ông của bà thì thừa hơi để đi đòi tiền, tiền người ta. Không may ta đứng nhà người ta mà không gọi đi cho ông của bà thì lúc đấy ông của bà nghĩ nào đây? Có giờ có xấu hổ không? Nhưng mà bây giờ ông của bà thì đòi tiền người ta giả rồi, vì người ta bút xuống người ta phải giả. Ai cũng thế thôi, đòi nhiều thì người ta phải giả. Mình cũng cầm, giờ mình cầm tiền họ mình cũng không được ăn, cũng không được nhiêu. Bây giờ mình đi cầm họ giúp. Phi Nhung, khi Phi Nhung đã nói như này, giờ mình nghĩ là Phi Nhung nói câu như này là cũng đúng. Phi Nhung bổ nhận Hồ Văn Cường về, lấn đỗ Hồ Văn Cường đến năm 18 tuổi. Thì là Hồ, thì Phi Nhung sẽ, có Hồ Cường muốn làm gì Hồ Văn Cường làm đúng. Phi Nhung nói là đến năm 18 tuổi thì Phi Nhung sẽ đi. Đấy là cũng, Phi Nhung đã nói là Hồ Văn Cường đến năm 18 tuổi. Người Hồ Văn Cường đến năm 18 đúng. Phi Nhung chỉ nghĩ Hồ Văn Cường đúng năm nay năm 18 tuổi thì Phi Nhung sẽ đi. Đấy. Nghe cái câu nói của Phi Nhung không sai một tí nào, đến 18 tuổi Phi Nhung chết thì Hồ Văn Cường 18 tuổi Phi Nhung chết, Phi Nhung nói không sai tí nào. Thế mà nỡ lòng nào Phi Nhung chết mà Hồ Văn Cường từ lúc mẹ làm bệnh viện đến ngày 49 này không thấy mặt Hồ Văn Cường đâu, kể cả đến bố mẹ Hồ Văn Cường không nên một tiếng nào để cho Phi Nhung chết không an lòng.
chị nói thật, chị nghe này chị cũng bức xúc lắm, chị thật chị tức lắm, nó không sao được. Nhưng mà thôi, em là người chị xem từ đầu đến đuôi, em là người đứng lên để nói cho mọi người hiểu, chị mong em là nói cho mọi người hiểu để cho chị nhưng đỡ bị oan. Chị nghĩ đó, chị nhưng chết không được yên. Còn bố mẹ Hồ Văn Cường và Hồ Văn Cường cứ im lặng, cứ im lặng, cứ đừng nói là Hồ Văn Cường như bố mẹ Hồ Văn Cường im lặng. Im lặng là có mục đích, đứng lên im lặng để người ta đòi tiền họ cầm bó tiền đi, đấy là mục đích đấy, chứ không phải nhà Hồ Văn Cường không nói đâu. Mục đích thì người ta đòi tiền họ để đi khỏi nhà đấy, đừng nói là Hồ Văn Cường, người ta đình Hồ Văn Cường mới là con người nguy hiểm, con người là nguy hiểm. Nghĩa là chúng mày ở giữa chúng mày cứ cãi nhau, còn tao ôm tiền ta đi, còn chúng mày hai bên chúng mày cứ đối đá nhau đi, ta không cần biết. Đấy, đấy là Hồ Văn Cường, đấy là Hồ Văn Cường rất nguy hiểm. Là cái đấy kể là Hồ Văn Cường đứng lên nói thì không bao giờ đến ngày hôm nay mà lùm xùm đến ngày hôm nay. Chị nói thật cho ông Tám biết thế. Thì là thôi thì chị đứng lên chị cũng là nói vài câu để cho mọi người hiểu về Phi Nhung. Cuộc đời của Phi Nhung khổ năm nay hai mươi mấy năm rồi, chưa hết cái khổ. Thế thì chưa hết khổ mà chưa hết con người Phi Nhung gọi là quá là tốt. Chị nói thật, quá tốt, không ai được như Phi Nhung. Chị nói thật, không ai được như Phi Nhung. Thế nhưng là con người, người thật, trời người ta cho Phi Nhung thuộc để cứu giúp những người nghèo khổ, đói khát. Bây giờ đầy người giàu kia, không ai ta đứng lên người ta cứu người đâu. Người ta đứng lúc cái lúc dịch này, người ta phải chui trong nhà, ta sợ chết người ta chui trong nhà, người ta không ra giúp người. Như bây giờ chỉ có Phi Nhung đứng lên để giúp người không may, cái số cái phận của Phi Nhung thì sống được đến lúc bây giờ thì là Phi Nhung đi. Còn người ta lại nói là ăn ở không ra gì thì cũng là phải gánh hậu quả. Không phải thế đâu. Ông rời thì lấy đi những người tốt thôi, còn những người không tốt thì không bao giờ ông trời lấy đi đâu. Những người trời ta không cần, người ta chỉ cần người hiền lành. Từ trước đến mọi người cứ chỉ xem những người ta rất hiền lành, lo gia đình cho mọi người thì tự khắc người ta chết, ông trời bắt đi. Còn người ác không làm gì cho đời người ta, không bắt đâu, không bắt những người đấy đâu, người ta bắt những người tốt, người có tâm có đức, người ta bắt lên trời đấy để hầu Phật hầu tiên. Chứ còn những người ác người ta không bắt đâu. Thế còn là mọi người đừng nói những cái câu Phi Nhung như này, Phi Nhung như nọ, thì những người đấy là phải phải cúi lạy Phi Nhung cho nên thì rất thoát cái những điều ác, điều lỗi đi. Thế thì để thôi thì chị mong các đồng mạng là thôi thì hãy im hết những cái sự này đi, đừng nói những cái chuyện vớ vẩn, đừng nói những cái chuyện vớ vẩn nữa. Để cho bao nhiêu tháng nay rồi, 6-7 tháng nay rồi không thể im được, còn cứ tiếp tục như thế này thì không được. Những người chết là người ta khổ, người ta khổ tâm, người ta không siêu thoát, người ta cũng phải luẩn quẩn, cứ quậy người ta lên thì người ta phải luẩn quẩn. Thế rồi mong mọi người các đồng mạng thôi thì hãy vì Phi Nhung hãy im đi, đừng nói một điều gì nữa. Thì Hồ Văn Cường mới được đẹp tốt hoàn như này. Hồ Văn Cường không bao giờ bên kia cứ bênh Hồ Văn Cường, không bao giờ, đấy là giết Hồ Văn Cường ấy. Chứ đừng bảo làm bênh Hồ Văn Cường mà nói tốt Hồ Văn Cường, nó không phải thế đâu. Các đồng mạng đừng nghĩ thế, các bạn chỉ là kiếm tiền thôi, đấy là vùi dập Hồ Văn Cường đấy. Chứ đừng nói là Hồ Văn Cường tốt, Hồ Văn Cường như thế này như kia đâu. Hồ Văn Cường đấy, đấy là giết Hồ Văn Cường, vùi Hồ Văn Cường xuống bùn đen. Thế cho nên là mọi người mong mọi người đừng bao giờ nói những một điều gì trên cộng đồng mạng nữa, để cho người sống yên và Hồ Văn Cường được tiếp tục nên là con người tử tế đàng hoàng, có tâm có đức đối xử với mọi người. Bây giờ mong Hồ Văn Cường được thôi, thì bây giờ cái sai cái khuất thì thôi, mong Hồ Văn Cường đứng lên nói từ đầu đến đuôi, phải trái, cái phải cái trái như thế nào Hồ Văn Cường cũng phải đứng lên thì mới yên được, mới tất cả đồng mạng mới lặng yên được. Nhưng bây giờ không thể đứng lên nói, cứ im nhìn như thế, hai bên đồng mạng cứ mỗi bên là cứ bên này tung bên này, bên kia thế này. Cho nên là không bao giờ trừ Hồ Văn Cường đứng lên và bên Phi Nhung một người đứng lên nữa, hai bên
đứng lên nói thì tất cả các đồng mạng lúc đấy thì người ta mới im được. Chứ quằn quằn như này thì không bao giờ còn kéo dài đâu lắm, không thể im được đâu, rõ ràng ạ. Dạ. Thế chị nói thật thôi, ừ, thôi để chị mong thôi thì rộp ràng là người chính nhân chính nghĩa thì tôi thì rộp ràng đứng lên phân tích cho mọi người hiểu. Chị xem từ đầu đến đuôi, lúc nào chị mở TV xem thì chị cũng xem rộp ràng. Đấy, thì thôi thì mong rộp ràng thôi thì giúp đỡ các đồng mạng, nói các đồng mạng là đừng nói những điều gì về tư duy nghĩ sai về chị không. Thôi thì chị mong em là đứng lên đoàn kết những người nào nói không đúng với chị thì mong em là đứng lên đoàn kết. Còn đâu em nói từ đầu đến đuôi là có chất, có tâm, có đức, phân tích, không phân tích cả Hồ Văn Cường, nói cả Hồ Văn Cường, không phải đứng về hai bên chứ không phải làm bộ là chỉ đứng một bên thôi, nhưng mà chỉ đứng một bên Văn Cường, như Lộc Tàng là đứng hai bên phân tích cho Hồ Văn Cường như thế này như nọ, đấy sống như này như nọ, bên thì những như này nọ đấy. Thì chị mong Lộc Tàng là con người là rất có tâm có đức, tôi chỉ mong em là làm sao để cho chính nhân chính nghĩa để cho con cái và gia đình hạnh phúc. Đấy thì là chị mong em là có tâm có đức thì là thôi thì mong em là được thành đạt nhá. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn chị, chúc gia đình chị sức khỏe nha. Dạ. Rồi, chị cảm ơn mẹ nha. Dạ.